Xin chào tất cả các bạn. Bạn đang cảm thấy giày của mình có mùi không mấy dễ chịu. Bạn cảm thấy thiếu tự tin khi cởi giày nơi đông người. Bạn cảm thấy bức bối và khó chịu mỗi khi mang giày. Nhưng vấn đề này đã trở nên vô cùng quen thuộc trong cuộc sống và được cho là gây ra bởi những tác nhân liên quan tới chân và tất. Nếu như bạn đang gặp phải những vấn đề này thì tin mình đi, đây sẽ là một video dành cho các bạn, bởi vì chúng mình sẽ cung cấp những giải pháp giúp cho các bạn khắc phục vấn đề này. Giải pháp đầu tiên có thể kể đến là túi trà. Các bạn chỉ cần bóc túi lọc trà và để vào trong lòng giày qua đêm, túi lọc trà sẽ tự động hút hết độ ẩm và mùi hôi của giày. Cách tiếp theo là sử dụng chanh. Hãy đặt những lát chanh đã được thái vào trong giày của bạn. Thành phần axit của chúng có khả năng khử mùi khá hiệu quả. Cách làm này không những khử mùi giày mà còn giúp cho giày của bạn có hương chanh thơm thoang thoảng. Sử dụng baking soda hay muối nở cũng sẽ là một lựa chọn không tồi, bởi chúng có thể hút ẩm và giảm sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn gây mùi. Đảm bảo là giày của bạn đang khô và cho một lượng vừa đủ baking soda vào để chúng hấp thụ trong 6 tiếng là bạn đã lại có một đôi giày thơm tho. Trực tiếp nhỏ một ít cồn hoặc thấm cồn vào bông và để vào trong lòng giày cũng là một trong những cách thường được sử dụng. Ngoài tác dụng diệt khuẩn, cồn còn có tác dụng khử mùi bởi vì chúng là chất dễ bay hơi. Nếu như các bạn đã làm tất cả những cách trên mà vẫn không thể diệt được tận gốc mùi hôi của chân và giày mà còn tốn thời gian và công sức, thì bình xịt khử mùi Alida của Sasana đã chính thức xuất hiện, đảm bảo đem lại hiệu quả cùng sự an toàn. Xịt khử mùi Alida của Sasana có xuất xứ từ Mỹ với chiết xuất thiên nhiên từ đậu nành, đã nhận được bằng sáng chế của TFCA, CEPA, PICCS, đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với da. Alida có khả năng hấp thu mùi hiệu quả bằng cách tạo phức hợp hoặc trung hòa những phân tử đặc biệt là những phân tử gây mùi, từ đó làm giảm nồng độ của chúng trong không khí. Bình xịt có khả năng hấp thu mùi hiệu quả và khử mùi hoàn toàn bằng phương pháp trung hòa phân tử, khác hẳn với sự che mùi hoặc lấy mùi hương át đi mùi hôi của một số sản phẩm trôi nổi trên thị trường hiện nay. Bình xịt Alida với thiết kế nhỏ gọn có thể dễ dàng mang theo bất cứ đâu, đồng thời với bao bì bắt mắt gồm hai tông màu trắng và xanh tạo cảm giác tươi mát và vô cùng dễ chịu. Nếu như những phương pháp truyền thống cần phải tốn rất nhiều thời gian và công sức, thì bình xịt Alida của Sasana chỉ cần 3 lần xịt vào lõi giày. Cùng với 2 phút chờ đợi là chúng ta đã lại có một đôi giày tinh tươm như mới. Bình xịt Alida quả thực sẽ là vị cứu tinh những lúc cấp bách, và đặc biệt có thể sử dụng lên tới 4 tới 5 lần một ngày tùy vào mức độ mùi. Sự phân hủy của lipid và protein của vi khuẩn đã tạo ra những sản phẩm axit béo có trọng lượng phân tử thấp như NH3, H2S. Đây là những phân tử chính gây nên mùi cơ thể. Xịt khử mùi Alida của Sasana có tác dụng diệt đi những vi khuẩn gây mùi này. Đồng thời, Alida còn tạo phức hợp với chất sunfua. Đây là loại chất thường được sử dụng trong công thức lăn khử mùi dạng que trên nền Nasturade. Đồng thời, trong bình xịt khử mùi Alida còn có chất diệt khuẩn Triclosan. Chất này sẽ có tác dụng diệt khuẩn trong vòng 24 giờ sau hoạt động khử mùi của sunfua. Chúng tôi đã làm kiểm nghiệm sản phẩm Alida trong phòng có nồng độ 2.253 mét khối với mức độ mùi hôi cao gấp 3 lần bình thường, gồm các mùi thuốc lá, mùi rau củ, mùi dầu ăn và mùi trứng thối. Sản phẩm đã cho hiệu quả bất ngờ ngay sau 2-3 phút sử dụng. Sản phẩm gọn nhẹ, tác dụng nhanh chóng, hiệu quả tối đa, có thể sử dụng liên tục từ 3-5 tháng. Với tất cả những ưu điểm trên, đừng bất ngờ khi chúng ta chỉ cần bỏ ra chưa tới 40.000 đồng một tháng để có thể sở hữu. Đây là một mức giá khá rẻ so với các sản phẩm xịt khử mùi chung trên thị trường hiện nay. Chăm nghe không bằng một thấy và chăm thấy thì không bằng một thử để kiểm nghiệm chất lượng thực sự của sản phẩm, để đánh tan nỗi lo về mùi hôi của giày đã khiến bạn bức bối và khó chịu bao lâu nay. Hãy mua ngay một bình xịt khử mùi giày Alida của Sasana tại website, hotline, Instagram và Facebook của chúng mình. Và tin mình đi, chắc chắn các bạn sẽ không thất vọng đâu.